Rất vui được gặp lại quý vị tại video của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, trong lịch sử nước Việt ta còn ghi lại rất nhiều câu nói bất hủ của các bậc anh hùng dân tộc làm rạng danh nước nhà. Một trong những câu nói bất hủ phải kể đến là lời mắng "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" của danh tướng Trần Bình Trọng. Ông là một danh tướng nhà Trần, có công lao lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên Mông vào năm 1285. Từ thời Lê Sơ, Hoàng Giáp Lê Trung, quê Hà Nam, đã dành cho Trần Bình Trọng những lời tôn vinh. Chính khí vẫn còn, tiếng thơm không mất. Các cuốn sử cũ đều chép Trần Bình Trọng là dòng dõi Lê Đại Hành. Và câu chuyện về danh tướng Trần Bình Trọng là những thông tin có trong video ngay sau đây trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Trước đó, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube, like và theo dõi các thông tin trên fanpage Việt Sử Toàn Thư. Xuất thân Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng đế Lê Hoàng, sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là Thủy Bảo Công Chúa, con gái của Trần Thái Tông. Công chúa đã có một đời chồng trước là Uy Văn Vương Trần Toại. Sau khi Toại mất thì công chúa được gả cho Bình Trọng. Sau này con gái của Trần Bình Trọng, Chiêu Từ Hoàng hậu là mẹ của Trần Minh Tông. Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai, tuy nhiên có tài liệu nói cha ông là danh tướng thời Trần Thái Tông là Lê Phụ Trần. Lê Phụ Trần lập công lớn trong cuộc chiến với quân Mông Cổ vào năm 1258 nên được Thái Tông gả Chiêu Thánh công chúa. Trần Bình Trọng có thể là con của Lê Phụ Trần với Lý Chiêu Hoàng, vì vậy đó chỉ là giả sử phỏng đoán. Quyết chiến chặn giặc Mạnh, câu chuyện Trần Bình Trọng hy sinh oanh liệt sau lời mắng nhiếc lũ giặc ngoại xâm xảy ra dưới thời vua Trần Nhân Tông trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Bấy giờ, vua Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con, rút lui về hậu trường, làm Thái Thượng Hoàng. Lấy cớ Trần Nhân Tông tự lên ngôi báo mà chưa được sự cho phép của Hoàng đế Nguyên Mông, nhà Nguyên sai sứ là Sài Thung sang đòi Trần Nhân Tông phải đích thân sang thần phục. Tuy nhiên, vua Trần Nhân Tông quyết giữ quốc thể, lấy cớ thoái thác không sang, cử chú là Trần Di Ái sang thay. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt, bèn phong Di Ái làm An Nam quốc vương. Cử 1.000 quân đưa Di Ái về làm vua An Nam. Tuy nhiên, âm mưu này bị Trần Nhân Tông dẹp tan. Hồi Tất Liệt tức giận, bèn dụng mưu đánh chiếm nước ta. Cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông lần thứ hai bắt đầu như vậy. Quân Nguyên Mông ầm ầm kéo sang Đại Việt với 50 vạn quân do Thoát Hoang, con trai Hốt Tất Liệt, đích thân cầm đầu. Thế giặc mạnh nên quân đội nhà Trần liên tục bị đẩy lùi. Tới khi giặc đánh tới gần thành Thăng Long, liệu thế không giữ được thành, nhà Trần dùng kế vườn không nhà trống, rút lui khỏi thành Thăng Long. Quân Nguyên Mông tràn được vào thành Thăng Long nhưng chúng không thu phục được chiến lợi phẩm gì, đành kéo quân ráo rít đuổi theo Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông. Trần Bình Trọng được triều đình tin cẩn giao trọng trách chặn hướng truy đuổi của giặc tại vùng Đà Mạc, Thiên Mạc, nay thuộc huyện Di Tiên, tỉnh Hà Nam, để đoàn quân nhà Trần rút lui an toàn và bí mật. Do sự chênh lệch quá lớn về quân số, mỗi quân đánh chặn của Trần Bình Trọng thất bại. Trần Bình Trọng bị bắt sống. Tuy nhiên, Trần Bình Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân địch khi chúng hoàn toàn mất dấu vết nhà Trần sau trận đánh này. Để moi móc thông tin, tướng giặc đã dùng mọi cách với Trần Bình Trọng, từ giỏi giảm tới mềm mỏng. Nhưng Trần Bình Trọng quyết không nói nửa lời. Nhờ sự chiến đấu anh dũng và sự hy sinh oanh liệt, thà chết chứ không chịu làm lộ thông tin quân sự của triều đình, của Trần Bình Trọng. Triều đình nhà Trần mới có thời gian và điều kiện để chuẩn bị lực lượng phản công. Sau đó chỉ vài tháng, quan quân nhà Trần đã dốc toàn bộ lực lượng đập tan quân Nguyên Mông, nhiều tướng giặc bị chém đầu tại trận, trong đó có Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán. Riêng Thoát Hoang hoảng sợ phải chui vào ống đồng để tránh tên bắn, bắt quân lính khiêng chạy chối về nước. Cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai thắng lợi ròn rã nhờ công đóng góp không nhỏ của Trần Bình Trọng. Bởi thế, khi xét công trạng, vua Nhân Tông đã truy phong ông là Bảo Nghĩa Vương. Câu nói nổi tiếng trong lịch sử: theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau khi bắt được Trần Bình Trọng, giặc tìm mọi cách vừa dọa nạt vừa dụ dỗ ông. Tuy nhiên, ông kiên quyết không khuất phục. Khi được hỏi có muốn làm vương đất Bắc hay không, Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc." Đó là một trong những câu nói nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, không khuất phục trước kẻ thù.
không thu phục được Trần Bình Trọng, Giặc Nguyên giết ông vào tháng 2 âm lịch năm 1285, lúc đó ông mới tròn 26 tuổi. Nghe hôn tin, ông Tuấn Nghĩa, triều đình vô cùng thương tiếc, một dũng tướng hết lòng vì dân, vì nước. Sách Cương Mục chép rằng vua Trần Nhân Tông được tin này vật vã thương khóc. Sự hy sinh và đặc biệt là câu nói ngập tràn khí phách của Trần Bình Trọng đã cho thấy hoài bão lớn nhất của ông là giết giặc báo quốc. Đồng thời nó cũng chính là khí phách của dân tộc ta với hào khí Đông A lúc bấy giờ. Sách Đại Đam Quốc Sử Diễn Ca viết rằng Trần Bình Trọng là toi trung, thà làm nam quỷ, chẳng làm bắc vương. Học giả Phan Kế Bình từng có bài thơ ca ngợi các chết lẫm liệt của Trần Bình Trọng. Giỏi thay Trần Bình Trọng, dòng dõi Lê Đại Hành, đánh giặc dư tài mạnh, thờ vua một tiết trung, bắc vương sống mà nhục, nam quỷ thác cũng vinh, cứng cỏi lòng trung nghĩa, ngàn thu tỏ đại danh. Tưởng nhớ công ơn và cảm khí tiết của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, ngày nay tên của ông được đặt cho nhiều đường, phố ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Hà Nội, tên của Trần Bình Trọng được đặt cho tuyến phố nối từ Trần Hưng Đạo tới phố Trần Nhân Tông, hai nhân vật anh hùng cùng thời với Trần Bình Trọng, gắn liền với chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3. Nhắc về Trần Bình Trọng, cuộc đời ông có lẽ gắn liền với bí ẩn lớn nhất, đó chính là về thân thế của ông và câu chuyện thực hư về dòng dõi Lê Đại Hành. Đó là những thông tin về sử toàn thư sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của video. Sử chép: tháng 2 năm Ất Dậu, Thiên Bảo năm thứ 7, năm 1285, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, vương là dòng dõi Lê Đại Hành, chồng sau của công chúa Thụy Bảo. Cha ông làm quan thời Thái Tông, được ban quốc tính, đánh nhau với giặc ở bãi Đà Mạc, tức Thiên Mạc, bị chết. Khi bị bắt, vương không chịu ăn, giặc hỏi việc nước vương không trả lời. Giặc hỏi vương: có muốn làm vương Đắc Bắc không? Vương thét to: ta thà làm ma nước Nam chứ không làm vương Đắc Bắc. Rồi bị giết. Hôm đó là ngày 26 tháng 2, vua nghe tin vô cùng thương xót, truy phong Trần Bình Trọng, tước Bảo Nghĩa Vương. Theo một số nhà sử học, trận này Trần Bình Trọng chỉ huy 600 quân thánh dực phải chống chọi với mấy ngàn quân giặc đang hăng máu. Chúng mở 6 đợt tấn công, chịu nhiều thương vong, nhưng quân số áp đảo nên phá được nhiều thế trận quân ta. Sông Thiên Mạc, nơi diễn ra trận đánh là chi lưu của Hoàng Giang thời Trần, tức sông Hồng, chảy qua đất Duy Tiên, Lý Nhân rồi đổ nước vào sông Châu, sông Thiên Mạc, ngày nay đã bị bồi lấp, sông dấu tích còn lưu trong truyền thuyết và là một phần địa danh như Hòa Mạc, Giang Mạc, Duy Tiên, Mạc Thượng, Mạc Hạ, Lý Nhân. Sự hy sinh oanh liệt của Trần Bình Trọng, hậu thế còn kính phục. Phan Huy Chú xếp ông vào hàng bề tôi, Tiết Nghĩa, Phan Khê Bính, học giả nổi tiếng thế kỷ 20, về khảo cứu văn hóa cổ truyền đã có thơ ca ngợi: giỏi thay Trần Bình Trọng, dòng dõi Lê Đại Hành, đánh giặc dư tài mạnh, thờ vua một tiết trung, bắc vương sống mà nhục, nam quỷ thác cũng sinh, cứng cỏi lòng trung nghĩa, ngàn thu tỏ đại danh. Ngô Đức Dung trong sách Việt Sử Mông Lục viết khoảng năm 1905, năm 1906, dành những lời thơ nêu cao khí phách của ông. Bình Trọng ở triều Trần, Bảo Nghĩa được phong sắc, chống nhau với quân Nguyên, không may bị giặc bắt, thà làm quỷ nước Nam, không làm vương Đắc Bắc, gươm giáo chẳng hề kinh, áp đảo tinh thần giặc. Còn cuốn Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, tác phẩm thơ khuyết danh có hai câu: Trần Bình Trọng thật là trung, thà làm nam quỷ, không là bắc vương. Từ thời Lê Sơ, Hoàng Giáp Lê Trung quê Hà Nam đã dành cho Trần Bình Trọng những lời tôn vinh. Chinh khí vẫn còn, tiếng thơm không mất. Các cuốn sử đều chép Trần Bình Trọng là dòng dõi Lê Đại Hành. Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thị Sĩ in năm 1800 xác định quê hương nhà vua là xã Ninh Thái, Liêm Cầm, Thanh Liêm, Hà Nam ngày nay. Nhà vua có 11 người con trai, song không gõ chi nào là viễn tổ của Trần Bình Trọng. Tìm hiểu gia thế của danh tướng trẻ tuổi Trần Bình Trọng, chúng tôi gặp không ít khó khăn do nguồn tư liệu hạn chế và công việc xác minh, đối chiếu các nguồn tư liệu. Bước đầu xin được nêu một phả hệ còn sơ lược về ông nội, cha, mẹ, vợ con, cháu của vị danh tướng. Ông nội Trần Bình Trọng là Lê Khâm, đã có công giúp Trần Thừa và Trần Thủ Độ đánh dẹp Nguyên Nôn, thế lực muốn khôi phục nhà Lý. Trần Thái Tông lên ngôi, khởi nghiệp triều Trần, xét ông có công lao lớn nên phong chức, tước Khuôn Quốc Thượng Tướng Quân, Thượng Vị Hầu, sau đó ông cáo quan về trí sĩ. Lê Tần còn có tên là Lê Phụ Trần, cha Trần Bình Trọng sinh vào khoảng trước sau năm 1218, mất vào cuối đời Trần Thánh Tông hoặc đầu đời Trần Nhân Tông, tức năm 1274 trở về sau.
Cuộc đời làm vua của Lê Tần trải qua các triều vua Thái Tông từ năm 1225 đến năm 1258, Thánh Tông từ năm 1258 đến năm 1278. Có thể cả những năm đầu triều Trần Nhân Tông, từ năm 1279 đến năm 1293, ông chính thức tham gia chính sự khi nào thì chưa rõ. Sử chép ghi sớm nhất là vào năm Canh Tuất, năm 1250. Triều Trần Thái Tông, ông giữ chức ngự sử trung tướng, tri tam viện sự, chức quan cao cấp trong hàng ngự sử, kiêm xét đoán việc kiện tụng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258, sử chép Nguyên Mông năm thứ 7 năm 1257, tướng Nguyên Ngột Lương Hợp Đãi xâm phạm Bình Lệ Nguyên, vua thân hành đốc chiến, xông pha tên đạn. Quan quân hơi núng, vua ngoảnh sang tả hữu, chỉ có Lê Phụ Trần, tức Lê Tần, một mình một ngựa ra vào trận giặc, sắc mặt bình thản như không. Lúc ấy có người khuyên vua dừng lại để chỉ huy chiến đấu, Phụ Trần cố sức can vua: "Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi, hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế?" Bấy giờ vua mới lưu quân đóng ở sông Lô, Phụ Trần giữ phía sau, quân giặc bắn loạn xạ. Phụ Trần lấy ván thuyền che cho vua khỏi trúng tên giặc. Thế giặc mạnh, vua phải lưu giữ sông Thiên Mạc. Phụ Trần theo vua bàn những việc cơ mật, ít người biết được điều đó. Quân Nguyên Mông tiến vào kinh thành Thăng Long, gặp rất nhiều khó khăn và tòa thành trống rỗng, không có lương thực, dân binh khắp các làng xung quanh đều chống lại. Chúng vô cùng hoang mang, nhuệ khí lúc đầu không còn. Chớp thời cơ, quân dân nhà Trần dũng mãnh phản công, quét sạch quân giặc khỏi kinh thành. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Ngọ năm 1258, trong dịp Tết Nguyên Đán, Trần Thái Tông thiết triều, xem xét công lao để phong thưởng cho tướng lĩnh. Có công trạng lớn là Lê Phụ Trần, được thăng lên ngự sử đại phu. Tước Bảo Văn Hầu, giữ chức nhập nội phán thủ, đặc biệt nhà vua đem công chúa Chiêu Thánh gả cho ông và nói: "Trẫm không có khanh thì đâu có ngày nay, khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau." Đầu năm 1259, Lê Phụ Trần được cử đi sứ nhà Nguyên, Chu Bác làm phó, với lý lẽ sắc bén, giữ mức tiến cống như cũ, hạn định 3 năm một lần. Đi sứ về, Lê Phụ Trần được bổ nhậm thủy quân đại tướng quân, chỉ huy toàn bộ quân thủy của triều đình đến triều vua Trần Thánh Tông. Vào tháng 2 năm 1274, ông được ban hàm thiếu sư, kiêm chức trứ cung giáo thụ, dạy Thái Tử Khâm. Sau này là Trần Nhân Tông. Trạng Nguyên Đào Sư Tích sinh năm 1347, thời Trần, viếng thăm đền thờ Lê Phụ Trần để vịnh bài thơ chữ Hán dịch thơ như sau: "Phụ Trần Lê tướng được ân vinh, hương đến xuân thu vẫn tất thành. Đầu ta dân làng non nước cũ, lên đền bái vọng một tài danh." Ngô Sĩ Liên, tác giả Bộ Đại sử Việt Ký Toàn Thư, bình luận: "Lê Phụ Trần dũng lược đứng đầu ba quân, một mình một ngựa xông pha trong trận giặc, tùy cơ ứng biến, chống đỡ cho chúa trong lúc gian nguy, mà tài văn học của ông đủ để dạy bảo thái tử. Như chúng ta đã biết, vị hoàng đế cuối cùng làm vua 2 năm 1224-1225 của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng. Khi nhà Trần thay thế nhà Lý, Thái sư Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh vào ngày 12 tháng 12 năm Ất Dậu năm 1225 thì phải nhường ngôi cho chồng. Trần Cảnh lên ngôi vua, tức Trần Thái Tông, tháng Giêng năm 1226, sắc phong Chiêu Hoàng là hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh. Vì 10 năm không có con nên năm 1237, Trần Thủ Độ lại ép nhà vua lập công chúa Thuận Thiên, chị ruột Chiêu Thánh, vợ Hoài Vương Trần Liễu, anh vua, làm hoàng hậu, giáng Chiêu Thánh xuống hàng công chúa. Chiêu Thánh là con gái thứ của vua Lý Huệ Tông, bà sinh tháng 9 năm 1218. Lúc ấy Lê Phụ Trần, Lê Tần đã 40 tuổi, năm 1258. Một năm sau, bà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Lê Tông, còn có tên gọi là Lê Phụ Hiền, tự gợi ý tên của cha. Lê Tông đến tuổi trưởng thành đã tham dự triều chính, sớm được ban tước thượng vị hầu. Ban Quách Tính đổi cả họ tên thành Trần Bình Trọng. Ông bà Lê Phụ Trần, Chiêu Thánh còn sinh một người con gái đặt tên là Ngọc Khuê, hiệu Kiều Thụy, còn có tên gọi khác là Minh Khuê, được phong là Ứng Thủy quận chúa. Ông bà gả quận chúa cho Trần Cố, người xã Phạm Triền, nay là xã Phạm Lý, Thanh Miện, Hải Dương, đổ Trạng Nguyên năm 1266, triều vua Trần Thánh Tông. Đầu năm 1278, bà Chiêu Thánh về thăm quê ở Cổ Pháp, Bắc Ninh. Đến tháng 3 âm lịch thì mất thọ 61 tuổi, bà được táng ở bìa rừng Bán, phía tây Lăng Thiên Đức. Đời sau lập đền thờ bà gọi là Long Miếu, thi sĩ Tản Đà đã có bài thơ vịnh:
quả núi Tiên Sơn có nhớ công mà em đem nước để theo chồng. Ấy ai khôn khéo tài gian díu, những chuyện hoa tình có biết không? Một gốc mận già thôi cũng phải 200 năm lẻ thế là xong. Hỏi thăm sư cụ chùa Chân Giáo, khách khứa nhà ai có mụ đông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết Trần Bình Trọng là chồng sau của công chúa Thụy Bảo. Chồng trước của công chúa Thụy Bảo là Uy Văn Vương Trần Toại, lấy công chúa vào năm 1276. Công chúa là con gái của Trần Thái Tông, Trần Cảnh, và Hoàng hậu Thuận Thiên là em ruột của Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Trần Toại ham học hay thơ, còn sầm lâu tập, lưu hành ở đời, nhưng không may mất sớm khi mới 24 tuổi. Vua Trần Thái Tông thương con còn trẻ đã sớm quá bụa, nên chọn mặt gửi vàng gả cho chàng thanh niên trẻ tuổi tài cao, được tin dùng là Lê Tông, không rõ gả năm nào. Tức Trần Bình Trọng, hai người sinh được mấy người con chưa rõ. Sử sách như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, tên một người con gái là Bình Nguyên lấy vua Trần Anh Tông, được phong là Chiêu Hiến Hoàng Hậu. Trần Anh Tông và Chiêu Hiến Hoàng Hậu có người con trai thứ tư là Thái tử Trần Mạnh, sau đây làm vua tức Trần Minh Tông. Ngọc Phả Hệ Bảo Tích, đền Thôn Tiền, xã Tam Thanh, vụ bản Nam Định cho biết, công chúa Thụy Bảo được thờ ở đền chùa Thôn Tiền, xã An Lạc xưa. Gia thế danh tướng Trần Bình Trọng nối đời hiển vinh, đặc biệt là người cha Lê Phụ Trần lập công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258. Con là Trần Bình Trọng hy sinh oanh liệt, để lại muôn đời câu nói bất hủ trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285. Mẹ và vợ danh tướng dòng dõi hoàng tộc, con rể vua Trần Anh Tông, cháu ngoại vua Trần Minh Tông đều là bậc minh quân nhà Trần, võ công văn trị hiển hách. Gia thế ấy có mối liên quan mật thiết đến vùng đất Sông Châu, núi Đội, Hà Nam.